Thời đại văn minh tu cũng phải nghĩ cách tu lẹ nữa chứ. Vừa đọc xong lại sám hối luôn. Đinh Tiên Tông hỏi: chú ơi, khi nào Putin tin chết chú? Con đừng có nghĩ cái tâm ác nghiện con. Rồi khi Putin á xuống đây xả cái nghiệp cho nước Nga, để cho nước Nga bị tiêu diệt. Tại ngày xưa trên thế giới này, nước Nga là nước đầu tiên của Lenin và Karl Marx, là một là làm cho cái trái đất này có hai phe, gọi là phe chánh phe tà đó, thì cũng phải cái nghiệp đó chứ con, phải có cái nghiệp. Nguyễn Dung nói clip 513 câu của chú con coi đi coi lại 30 lần ở Di Đà Phật. Cái đó lúc đó 2 giờ khuya, tự nhiên điển của chú, cái là chú là Thiên Tướng Kiệt đang ngồi đây nói chuyện, nhưng mà thật sự Thiên Tướng Kiệt thứ thiệt á, nó đang lảng vảng trên đầu mình nè. À, thằng Kiệt này mà làm sai thằng kia ký đầu á, thì bây giờ lúc đó đó là điển kia giết, còn giờ kia chú giết lại, chú phải xin, chú phải ấy lại, là lúc đó chữ nó cứ chạy trong đầu thì ra có 2 tiếng hồ 513 câu. Trong tương lai á, khi mà gọi là trong đạo người ta sẽ hiểu chân thần nhập thể á, là khi nào mình yên tịnh trở lại á, chắc lúc đó chắc chú cũng chờ 80 tuổi mới làm được, chứ còn bây giờ lo chuyện hẻn, lo chuyện núi, lo chuyện lên mạng nói chuyện quý vị, khuyên quý vị tu, lo chuyện đời, cho nên chân thần chưa có nhập thể được. Huệ Hiền nói: chú nói về kinh tế thế giới sắp tới đi chú. Sắp tới là tất cả những cái thị trường chứng khoán trên thế giới có những cái sẽ bị khủng hoảng khi mà chiến tranh Biển Đông xảy ra, cho nên mua stock có phải coi chừng đó nghe, sắp xua nó lọt xuống à. Minh Thiền nói 100 trở lại, 100 trở lại, giờ cũng là đang trở lại rồi đó. Kỳ đó ông rớt, chú sinh cho ông giảm 10 năm tuổi thời hoa. Hôm nay thấy được có một chút thành quả cũng mừng. Bây giờ đó là ông đề cử ai là người đó thắng. Còn phe thổ tả đó là đi tới đâu là thua tới đó. Quý vị thấy có sự mầu nhiệm không? Ông Trump trở lại á, là mình cũng phải quản hồn. À, chuyện nói trúng có tâm linh, có trên trời có mát mà chứ. Lúc xưa á, nó ăn cắp phiếu nè nghe, rồi nó hạch tội ổng nghe, nó dán cho mấy chục cái nhãn, nhãn nào nhãn nấy tổ bố trên trán. À, bây giờ ổng quay trở lại, ổng biết cái gì chánh nghĩa, ổng chỉ xuống như bữa giờ năm 2020 21 mà Tập Cận Bình lên mặt, Putin lên mặt đánh đánh ông Biden te tua, tại thấy ông Biden yếu nhược quá. À, mới có 2 năm thôi thì sau này á, người Mỹ, những người Mỹ mà ngày xưa bầu cho ông kia đó, hôm nay cũng quay đầu lại thương Trump. Quý vị thấy cái đó cũng là mầu nhiệm, cũng là mình phải tin là có sự quyền bí. Và đồng thời hôm nay mình thấy Ukraine á, nhỏ xíu mà lại có võ chuột mà đi thắng voi, cũng là một chuyện mầu nhiệm. Tất cả đều là mầu nhiệm, có bàn tay của chư Phật, của Thượng Đế, của Chúa, lúc nào cũng che chở cho nhân loại và lúc nào cũng không có muốn mình
chạy theo ma quỷ và khi chết trở thành ma quỷ. Người nào ác mà tham tiền, đi nghe lời những chuyện sai chuyện trái đó, khi mình chết mình cũng sẽ là con cháu của ma quỷ nha quý vị, nên nhớ cái đó. Vô đó là ở bóng tối không à, khổ lắm.